Người con hỏi mẹ rằng, có bao giờ mẹ hy vọng con là một người khiếm thính giống mẹ chưa? Người mẹ mỉm cười rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, lúc mẹ vừa sinh con ra, mẹ đã từng cầu nguyện con sẽ là người khiếm thính. Nhưng lúc bác sĩ nói con là một người có thính giác bình thường, mẹ đã vô cùng buồn. Không ngờ cô bé khi nghe được câu trả lời này không hề tức giận, thay vào đó là vui mừng rồi xa vào lòng mẹ. Đây là Ruby, bố và mẹ của cô đều là người khiếm thính. Đến anh trai của cô là Leo cũng di chuyển điều này từ bố mẹ. Chỉ có cô bé Ruby này là sinh ra khỏe mạnh bình thường. Từ nhỏ Ruby đã trở thành người phiên dịch cho các thành viên trong gia đình. Mỗi ngày Ruby đều phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, rồi cùng các thành viên trong gia đình ra biển đánh bắt cá. Sau khi kết thúc công việc, cô lại quay trở lại trường học trong một bộ dạng mệt mỏi. Bởi vì phải dậy từ sớm nên Ruby thường xuyên ngủ gật trong lớp. Đáng thương hơn là cô luôn bị các bạn xa lánh vì mùi cá trên người. Cả nhà cô cũng phải nhận những cái nhìn khi thường từ những người xung quanh. Vì thế càng ngày Ruby càng trở nên mẫn cảm với mọi thứ. Đến ngay cả chàng trai mình thích là Michael cũng chỉ dám nấp ở phía xa nhìn theo. Điều duy nhất có thể khiến cô vui vẻ đó là âm nhạc. Trong lúc đánh bắt cá, cô thường xuyên cất tiếng hát. Giọng hát vô cùng ngọt ngào nhưng bố và anh trai đều không thể cảm nhận được, bởi cuộc sống của họ chỉ có sự tĩnh lặng mà thôi. Hôm nay trường học tổ chức tuyển chọn người hát cho buổi lễ tốt nghiệp. Ruby nhìn thấy Mai đăng ký tham gia nên cô cũng đăng ký để tham gia cùng. Nhưng đến lúc tập luyện thì cô lại cảm thấy lo sợ. Thầy giáo yêu cầu tất cả mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật để thử giọng. Mỗi học sinh đều dễ dàng hát bài hát đơn giản này. Nhưng đến lượt Ruby thì cô lại không dám cất tiếng hát của mình. Dưới sự thúc giục của thầy giáo và những cái nhìn của bạn học, cô đã chọn cách chạy trốn. Sau đó một mình cô đã đến bên mặt hồ tĩnh lặng. Và cũng chỉ ở nơi không có ai này cô mới dám cất tiếng hát của mình lên. Cho đến ngày hôm sau, Ruby mới đến gặp thầy giáo để xin lỗi về chuyện hôm qua. Thầy giáo cũng không để bụng và đã cho Ruby thêm một cơ hội nữa. Và giờ thì cô cũng đã dám cất tiếng hát của mình lên và hát cùng mọi người. Nhưng có điều là kỹ thuật của cô hơi kém và cô không biết cách lấy hơi. Sau đó, thầy giáo đã phải hướng dẫn Ruby cách lấy hơi bằng tiếng chó kêu, mở miệng ra. Big dog. Nhờ sự rèn luyện đặc biệt này của thầy giáo, Ruby cuối cùng đã có thể cất tiếng hát vang trước tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều bất ngờ khi nghe thấy giọng hát của cô gái luôn tự tin này. Và giọng hát tuyệt vời của Ruby đã khiến thầy giáo nhìn cô bằng ánh mắt khác. Thầy giáo còn hy vọng Ruby đăng ký thi vào học viện âm nhạc Berkeley. Và thầy còn nói sẽ miễn tiền học phí cho cô. Đối với cơ hội thực hiện ước mơ mình đang theo đuổi, Ruby liền chấp nhận. Rồi thầy giáo cũng đã quyết định cho Ruby cùng với thanh niên Mai cùng nhau song ca cho buổi biểu diễn mùa thu. Và đương nhiên Ruby sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Sau đó hai người cùng nhau về nhà của Ruby để tập luyện. Rồi họ tựa lưng vào nhau để cảm nhận từng âm thanh tuyệt mỹ được phát ra. Và đó là một cảm giác tuyệt vời đối với cô gái Ruby. Đúng lúc cao trào thì phòng bên cạnh đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Thì ra là bố mẹ của Ruby đang ân ái với nhau. Ruby vô cùng xấu hổ và cô đã vội vàng nhắc nhở bố mẹ mình. Và một điều càng khiến cô thêm bối rối là bố mẹ nghĩ rằng cô và Mai đang yêu nhau. Không những thế, hai ông bà còn hướng dẫn cô cách quan hệ làm sao cho an toàn. Ruby vô cùng xấu hổ, cô chỉ muốn tìm một cái hố nào chui xuống. Chắc hẳn từ nay cô không còn mặt mũi nào để gặp Mai nữa. Và cô cũng không thể ngờ được rằng câu chuyện hôm qua đã được lan truyền khắp toàn trường. Ruby nhìn Mai với một ánh mắt vô cùng thất vọng. Cô không ngờ rằng người mà mình thích lại có thể ba hoa như thế. Và chuyện này đã làm tâm trạng của Ruby vô cùng bức bối. Sau đó cô đến nhà của thầy giáo để luyện tập. Nhưng dù có hát thế nào thì cô cũng không có cảm xúc. Thầy giáo lại phải dùng đến những phương thức dạy học kỳ lạ của mình. Và ông lại thành công khơi dậy tiếng hát vang vọng của Ruby thêm một lần nữa. Nhưng rồi gia đình của Ruby lại xảy ra chuyện. Hôm đó hội đồng quản trị địa phương đã tập hợp những người đánh cá lại. Bọn họ nói từ nay về sau sẽ tăng thêm 20% tiền thuế đánh bắt. Những người đánh bắt vốn dĩ đã chẳng kiếm được nhiều tiền, nay lại phải nộp thêm một đống tiền thuế thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm. Nhưng nếu không nộp thuế thì không có ai giúp bọn họ bán cá. Lúc này bố của Ruby đã không chịu được mà đứng dậy. Và ông quyết định ông sẽ tự mình bán những con cá mà mình bắt được, để không phải mất một đồng tiền phí nào cho hội đồng quản trị. Ông bố mải chém gió mà quên mất hậu quả về sau. Nhà của họ có 3 người câm điếc làm thế nào để có thể bán hết được nhiều cái như vậy. Và không ai khác, Ruby lại phải đảm nhiệm tất cả công việc đó. Giờ ngoài công việc ra biển đánh bắt ra, Ruby còn phải phát triển đơn tìm người mua cá cho gia đình mình. Việc gì cũng đến tay Ruby nên ngày nào cô cũng đi học muộn. Và cô luôn bị thiếu ngủ và thường xuyên ngủ gật trong các buổi tập. Hôm đó cô còn gọi điện xử lý công việc trước mặt thầy giáo. Lúc này thầy giáo cũng không còn chịu được nữa. Ngoài em ra tôi còn có rất nhiều thứ phải giải quyết. Nếu như em cứ làm lãng phí thời gian của tôi thì tôi sẽ không dạy em nữa. Ruby cũng chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nữa. Nhưng để làm được điều đó thì sẽ không đơn giản như những gì cô nghĩ. Cùng với việc kinh doanh cá gặp bế tắc, áp lực của Ruby cũng ngày càng lớn. Cố gắng mãi mới kết thúc được hết phần công việc của mình. Đang chuẩn bị đến nhà thầy giáo để học hát thì người của đài truyền hình đã đến.
bọn họ đến đây để quay lại câu chuyện của gia đình nhà Ruby. Điều này đối với việc kinh doanh của gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ruby là người phiên dịch duy nhất trong nhà nên họ không thể thiếu cô trong lúc này. Vì thế cô đành ở lại để giúp bố mẹ mình phiên dịch trả lời phỏng vấn. Và điều này đã làm Ruby đi học muộn thêm một lần nữa. Lúc này thầy giáo đã đưa ra cho cô hai sự lựa chọn. Một là ở nhà giúp đỡ bố mẹ, hai là chuyên tâm vào tập luyện để phát triển con đường ca hát. Tối đến Ruby đem hết tâm tư nói với gia đình, nhưng vừa nghe con mình muốn đi học âm nhạc người bố lập tức phản đối. Đối với họ mà nói âm nhạc chả là thứ gì cả, và họ cũng không hề biết được giọng hát của Ruby thế nào. Điều quan trọng nhất là công việc kinh doanh của gia đình vừa mới có chút khởi sắc, nên cần Ruby ở nhà để tiếp tục giúp đỡ gia đình trong việc kinh doanh. Điều này khiến cho Ruby vô cùng thất vọng. Hóa ra cô chỉ là người phiên dịch miễn phí cho các thành viên trong gia đình. Ruby đem hết sự uất ức bao năm nay để bày tỏ ra ngoài. Cả đời này con không muốn làm phiên dịch cho mọi người nữa. Ca hát chính là đam mê của con, và nó cũng là tất cả đối với con. Ngày hôm sau, Ruby không đi ra biển đánh bắt với mọi người nữa. Và đây cũng là lần đầu cô đình công. Thiếu cô bố và anh trai lập tức gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Do không có Ruby trên tàu nên họ đã không nghe thấy lời cảnh báo của cảnh sát biển. Họ đã vi phạm luật biển và đã bị đình chỉ giấy phép đánh bắt cá. Tối đến gia đình họ lại đem hết lỗi lầm đổ lên đầu Ruby. Ruby vô cùng uất ức vì đây không phải là lỗi của cô. Ngày hôm sau gia đình của cô bị gọi đến đồn cảnh sát. Bọn họ không những phải nộp phạt $3,000 mà họ còn phải tìm một người thủy thủ chuyên nghiệp, nếu không sẽ bị tịch thu bằng đánh bắt. Điều này khiến gia đình Ruby vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Lúc này người bố đã quyết định bán chiếc thuyền đi để cho Ruby theo đuổi con đường âm nhạc. Nhưng Ruby đã từ chối vì cô hiểu gia đình mình đang gặp phải khó khăn, và cô đã quyết định tạm hoãn việc học nhạc để ở nhà giúp bố mẹ đánh bắt. Anh trai nghe thấy thế thì vô cùng tức giận và đã rời khỏi nhà. Ngày hôm sau Ruby ra biển tìm anh trai. Hóa ra là anh trai đang tự tức giận với bản thân mình, vì anh đã nghe người khác nói về khả năng âm nhạc thiên phú của Ruby. Bản thân là anh trai lại không có cách nào để giúp em mình thực hiện ước mơ. Anh cảm thấy bất lực và chỉ biết tự trách bản thân mình. Tối đến người mẹ cũng đã đến phòng của Ruby. Bà đã tặng cho cô một chiếc váy để cô mặc trong buổi biểu diễn sắp tới. Và bà cảm thấy rất vui mừng vì cô đã xác định được mục tiêu của mình. Rất nhanh cũng đã đến buổi biểu diễn của Ruby cùng với Mai. Cả nhà Ruby đều đến tham dự để xem cô hát. Ruby mặc lên mình chiếc váy của mẹ tặng trông thật xinh đẹp. Cô và Mai biểu diễn trên sân khấu rất cảm xúc. Những người nghe ở dưới đều đắm chìm trong giọng hát của hai người. Thậm chí có người còn rơi nước mắt. Nhưng gia đình của Ruby lại không hề cảm nhận được bài hát của cô, bởi vì thế giới của họ lúc nào cũng chìm trong sự tĩnh lặng. Đó là một kiểu tĩnh lặng khiến cho người khác khó chịu. Cho đến khi những người ở đó vỗ tay, thì ông mới nhận ra rằng con gái mình có một giọng hát rất hay. Rồi tối đến ông hỏi tên bài hát hôm nay và bảo cô hát cho mình nghe. Mặc dù biết bố mình không nghe được nhưng Ruby vẫn đồng ý hát cho ông nghe. Người bố cũng chỉ biết dùng tay để cảm nhận sự run rẩy của cổ họng, rồi dùng trái tim để lắng nghe những âm thanh vang lên. Đây chính là lần đầu ông cảm nhận được ước mơ cháy bỏng của con gái mình. Ngày hôm sau ông bố chuẩn bị cho con gái một niềm vui bất ngờ. Cả nhà họ sẽ đưa Ruby đi tham gia kỳ thi tuyển chọn vào học viện âm nhạc. Nhưng đến nơi nhà trường lại không cho người nhà của học sinh vào trong. Điều này lại càng làm cho Ruby thêm phần lo lắng. Để cổ vũ tinh thần, thầy giáo đã đích thân đến để đệm đàn cho cô. Có điều Ruby vẫn chưa phát huy được năng lực của mình. Thấy thế thầy giáo đã cố tình đánh sai nhạc để cho cô thêm một cơ hội nữa. Không biết bằng cách nào mà lúc này người nhà Ruby đã vào được trong. Nhìn thấy gia đình mình, Ruby đã lấy lại được sự tự tin. Cô vừa hát vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt ý nghĩa của bài hát đến gia đình mình, vì cô muốn bố mẹ và anh trai có thể nghe được giọng hát của mình. Cuối cùng Ruby đã thành công đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. Dưới sự động viên của gia đình, cô đã đi theo đam mê của mình. Đến đây bộ phim cũng đã hết, và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!